Kênh Tin Nóng Đất Việt xin kính chào quý vị khán giả. Chúc quý vị luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và luôn ủng hộ những clip tin tức thời sự của chúng tôi. Và trong chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Vén màn sự thật đằng sau Đài Á Châu Tự Do tiếng Việt. Thưa quý vị, Đài Á Châu Tự Do hay còn gọi là RFA tiếng Việt không quá xa lạ đối với người quan tâm chính trị. Tần suất hoạt động tích cực trên mạng xã hội với gần 1 triệu lượt người theo dõi trang. Tuy nhiên, bản chất thực sự của tổ chức này như thế nào thì không phải ai cũng hiểu rõ. Được thành lập từ ngày 12 tháng 3 năm 1996 tại Hoa Kỳ, được chính phủ Hoa Kỳ tài trợ và hoạt động dưới sự giám sát bởi cơ quan truyền thông toàn cầu Hoa Kỳ, tổ chức này có sứ mệnh phát sóng các chương trình phát thanh, cung cấp thông tin, tin tức và bình luận trực tuyến cho khán giả tại châu Á, với mục tiêu ban đầu là nhằm đối trọng với các nỗ lực tuyên truyền của Trung Quốc, cũng như cung cấp những thông tin truyền thông về chính phủ Bắc Triều Tiên. Đến nay, Đài Tự Do Á Châu đã mở rộng với 9 thứ tiếng ở châu Á, trong đó có Việt Nam. Mọi thứ của tổ chức này trên giấy tờ đều rất hoành tráng, mục đích thành lập rất cao cả, tôn chỉ mục đích cao đẹp. Tuy nhiên, nếu đi sâu tìm hiểu, chúng ta sẽ vén màn được những bí mật đằng sau của RFA. Tuy là tổ chức tư nhân phi lợi nhuận, thế nhưng RFA lại được chính phủ Hoa Kỳ tài trợ và hoạt động dưới sự giám sát bởi một cơ quan của Hoa Kỳ. Để phân trần về việc tài trợ trên, cũng như là để tăng cường độ uy tín của mình, tạo lòng tin đối với những người nhẹ dạ cả tin theo tổ chức này, RFA đã luôn phủ nhận rằng bản thân không chịu sự quản lý của chính phủ Hoa Kỳ, càng không có sự quan hệ mật thiết với chính phủ nước này. Từ những quan điểm trên, thông tin mà RFA cho là khách quan có lẽ cần phải cảnh giác, xem xét và đánh giá lại về tính chính xác và trung thực của nó. RFA đã và đang làm méo mó đi rất nhiều tôn chỉ mục đích đã đưa ra bằng cách tường thuật không khách quan, dần dần trở nên đối lập với thông tin mà chính phủ các nước đưa ra. Điều đó lộ liễu đến mức chính những con người làm công tác về nhân quyền tại Mỹ cũng phải thốt lên rằng bất cứ nơi đâu chúng ta cảm thấy như đang có một kẻ thù tư tưởng, chúng ta sẽ có ngay một đài gì đó mang tên tự do. Đó là những lời nói mà bà Catherine Dapino, nguyên là vụ phó bộ trưởng phụ trách vấn đề về nhân quyền, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã từng chia sẻ. Điều mà bà Catherine Dapino đưa ra là hoàn toàn có căn cứ. Hãy nhìn cách mà Đài Tự Do Á Châu đưa tin về việc Triều Tiên đang sử dụng một đạo luật ép buộc sinh viên phải cắt tóc giống nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Tuy nhiên, tìm hiểu kỹ thì mới biết rằng Triều Tiên chỉ khuyến khích công dân cắt tóc theo một số kiểu mẫu, trong đó có 10 kiểu tóc cho nam giới và 18 kiểu tóc cho nữ giới, chứ không hề có đạo luật ép buộc như đã nêu. Hay bài đăng của RFA vào hồi tháng 1 năm 2022 vừa qua nói về việc đụng độ giữa vài người lính Trung Quốc với đơn vị thi công Việt Nam đang gia cố bờ kè ở đoạn sông biên giới hai nước. Khi tìm hiểu kỹ mới tá hỏa ra rằng những người lính Trung Quốc chỉ ném vài viên đá sang nhằm ngăn cản đơn vị thi công. Ấy vậy mà tổ chức này đã cường điệu hóa sự việc trở thành đụng độ với mục đích là kích động nhân dân Việt Nam. Ngoài ra còn rất nhiều những tin bài mà RFA đã đưa tin sai sự thật về Việt Nam. Khi đi sâu vào hệ thống nhân sự của RFA, sẽ thấy hầu hết nhân sự của Ban Tiếng Việt tại RFA đều là người Việt. Nếu không phải là người liên quan đến tổ chức khủng bố Việt Tân, thì họ cũng là những người chống chính quyền Việt Nam triệt để. Vì vậy, trong các buổi phát thanh bằng tiếng Việt của RFA, những phát thanh viên luôn tìm cách làm suy giảm lòng tin của người dân với đất nước qua các bản tin, các bài đăng với phương thức đưa tin xuyên tạc. Với thủ đoạn này, đã không ít người sập bẫy, từ đó tạo tâm lý hoang mang, dao động, hoài nghi về chính quyền và thành tựu phát triển của đất nước. Không chỉ xuyên tạc các vấn đề, sự kiện diễn ra trong nước Việt Nam, RFA còn nâng tầm Hoa Kỳ và các nước đồng minh như một ngôi sao trong mọi mặt, nhất là về chính trị. Tuy nhiên, không bao giờ thấy nội dung công tâm nào về việc Hoa Kỳ mang những thứ được gọi là tự do dân chủ và nhân quyền đến Việt Nam như vụ thảm sát Mỹ Lai năm 1968, vụ bắn giết ở thung lũng Sông Vệ năm 1969, thảm sát Thạnh Phong năm 1969, hay xa xôi hơn là vụ bắn rơi máy bay chở khách ở Iran năm 1988, khiến toàn bộ 290 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Sâu chuỗi lại sự việc, có thể vạch trần bộ mặt của RFA tiếng Việt chỉ là tổ chức có nhiệm vụ nhồi nhét thông tin xuyên tạc, độc hại vào tâm trí người Việt. Mang tiếng là Đài Á Châu Tự Do, thế nhưng thử hỏi, với những bản tin sai sự thật, vô lý như thế, thì tổ chức này đang mang lại tự do cho ai? Bởi lẽ một nửa ổ bánh mì mãi mãi vẫn là bánh mì, nhưng một nửa sự thật thì chẳng bao giờ sẽ là sự thật. Những con số biết nói khẳng định là chẳng có dự án nào lại ăn vã tiền nhiều hơn các dự án metro. Thưa quý vị, đường sắt đô thị Nam Thăng Long Trần Hưng Đạo phê duyệt năm 2008, đến hôm nay, sau 14 năm, vẫn đang ở giai đoạn làm thủ tục phê duyệt. Tổng mức đầu tư từ 19.557 tỷ đồng đã vọt lên 35.679 tỷ đồng, tăng sơ sơ gần gấp đôi.
Dự án này hôm qua đã được Ủy ban Tài chính Ngân sách điểm mặt trong báo cáo thẩm tra về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như một điển hình về sự chậm trễ, gây lãng phí nguồn lực. Nhưng nhìn đi ngó lại thì hóa ra dự án đường sắt đô thị nào cũng chậm tiến độ, cũng đội vốn. Metro Nhổn Ga Hà Nội từ 18.408 tỷ đồng đội lên 34.532 tỷ đồng, từ dự kiến hoàn thành năm 2016, lùi đến năm 2029. Metro số 1 tuyến Bến Thành Suối Tiên từ 17.387 tỷ đồng được điều chỉnh lên hơn 43.700 tỷ đồng, tăng khoảng 26.370 tỷ đồng. Metro số 2 tuyến Bến Thành Tham Lương, tổng mức đầu tư ban đầu là 26.116 tỷ đồng và sau khi điều chỉnh đã đội lên 47.890 tỷ, tăng hơn 21.770 tỷ. Và nói đến đường sắt đô thị, không thể không nhắc tới nỗi ác mộng Cát Linh Hà Đông. Từ tổng mức đầu tư ban đầu chỉ 550 triệu USD, sau đó đã vọt lên 891,9 triệu USD, đội giá thêm 339,1 triệu USD, tức là tăng gần 40%. Cát Linh Hà Đông, dự án năm đời Bộ trưởng đã khiến chúng ta trở thành một con nợ đúng nghĩa khi mà tính ra nó đang phải trả lãi gốc phát sinh ở mức khoảng 2,4 tỷ đồng mỗi một ngày. Nếu tính theo giá vé ngày ở mức cao nhất là 15.000 đồng một lượt, Cát Linh Hà Đông cần tới 160.000 lượt khách một ngày để đạt được điểm hòa vốn. Nhìn những con số đội vốn thì có thể khẳng định là chẳng có dự án nào lại ăn vã tiền nhiều hơn các dự án Metro. Nhìn tỷ lệ phần trăm đội vốn cho thấy sự phí phạm đã ở mức cứ làm một tuyến Metro là chúng ta mất thêm một tuyến Metro vì đội vốn, vì chậm tiến độ. Trở lại Metro Nam Thăng Long, Trần Hưng Đạo, việc chậm tiến độ 14 năm, đội vốn khủng khiếp có nguyên nhân là nhà ga C9. Dù được phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng, thậm chí còn tổ chức trưng bày công khai và lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch ga ngầm C9 tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Nhưng rồi đùng cái, sau cả chục năm không có ý kiến gì, Bộ Văn hóa bảo không được và chát văn bản yêu cầu đưa ga C9 ra ngoài vùng bảo vệ 2 của di tích Hồ Hoàn Kiếm. Một cái ga, sau cả chục năm vẫn chưa thống nhất và những dự án sau 10 năm vẫn chưa xong mặt bằng. Chuyên gia giao thông Vũ Tuấn Linh trên một tờ báo từng bình luận cực đúng rằng, tôi cho rằng quan điểm không thống nhất, thay đổi bất thường giữa các giai đoạn của cơ chế chính sách mới là điểm trì trệ nhất tại các dự án đường sắt đô thị. Có lợi ích nhóm trong vụ chi sai tiền dịch vụ môi trường rừng ở Gia Lai. Thưa quý vị, Công an tỉnh Gia Lai hiện đã tiếp nhận hồ sơ điều tra vụ việc ông Siêu Sứ, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ea Tu, huyện Yapa, có nhiều sai phạm trong sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng. Tổng số tiền nhà nước bị thất thoát hơn 4 tỷ đồng. Theo hồ sơ, năm 2017 đến năm 2019, Ủy ban Nhân dân huyện Yapa không phê duyệt bố trí vốn để làm bảng tên cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng, nhưng ông Siêu Sứ vẫn triển khai thi công và chỉ định công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Văn Phát thầu xây dựng 3 công trình. Việc thi công trái với quy định của luật đấu thầu, hồ sơ dự toán, thiết kế của 3 công trình không có vị trí cắm bảng, không đáp ứng yêu cầu kiểm tra nghiệm thu. Công trình không có tư vấn giám sát thi công. Đáng nói, biên bản nghiệm thu công trình chỉ có ông Siêu Sứ và nhà thầu thi công tham gia, ký duyệt với nhau mà không đủ thành phần theo quy định. Ông Siêu Sứ cũng xác định cố ý làm trái quy định nhà nước, gây thiệt hại hơn 1,2 tỷ đồng. Cũng trong giai đoạn 2017-2019, ông Siêu Sứ chỉ định công ty An Phát Lợi Gia Lai thầu 3 công trình cắm mốc ranh giới rừng trái quy định. Công ty An Phát Lợi Gia Lai vừa là đơn vị thiết kế, vừa là đơn vị thi công. Dù không có hợp đồng tư vấn, nhưng Ủy ban Nhân dân xã vẫn có báo cáo thẩm tra dự toán công trình. Như vậy, các tài liệu có dấu hiệu lập khống. Hành vi này đã gây thất thoát tiền ngân sách hơn 1,2 tỷ đồng. Năm 2019, ông Siêu Sứ lại chỉ định thầu công ty An Phát Lợi Gia Lai làm công trình đường ranh cản lửa với số tiền gần 500 triệu đồng trái quy định. Hồ sơ dự toán công trình có dấu hiệu lập khống, mạo danh tổ quản lý bảo vệ rừng. Qua kiểm tra thực tế tại rừng, không có gì chứng minh công trình đó thi công. Ngoài ra, ông Siêu Sứ còn có các sai phạm trong các khoản chi thường xuyên với số tiền gần 1 tỷ đồng, sai phạm trong làm bảng pano tuyên truyền, bảng cam kết bảo vệ rừng. Việc ông Siêu Sứ bắt tay với doanh nghiệp trên địa bàn để trục lợi đã rõ, tuy nhiên trong vụ việc nghiêm trọng này làm phát lộ dấu hiệu vi phạm của một số đơn vị nhà nước. Cụ thể, Phòng Tài chính Kế hoạch của Ủy ban Nhân dân huyện Yapa là đơn vị xét duyệt báo cáo quyết toán kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng hàng năm của Ủy ban Nhân dân xã Ea Tu. Dù hồ sơ, chứng từ, công trình thực địa đều có dấu hiệu làm khống, nhưng trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch huyện không theo dõi kiểm tra mà vẫn chấp bút ký duyệt một cách thiếu trách nhiệm. Mặc dù sai phạm của ông Siêu Sứ diễn ra trong thời gian dài, nhưng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Gia Lai vẫn không phát hiện qua hai lần lập đoàn kiểm tra, giám sát xuống hiện trường.
Ông Nguyễn Xuân Thưởng, nguyên phó giám đốc phụ trách Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Gia Lai, hiện là phó trưởng ban quản lý khu kinh tế tỉnh phân bua. Việc không phát hiện ra sai phạm là do đơn vị chịu trách nhiệm, theo dõi giám sát quá nhiều đơn vị chủ rừng trên địa bàn, không kiểm soát hết. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân huyện cũng phải có trách nhiệm trong việc giám sát sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng đối với Ủy ban Nhân dân cấp xã, theo phân cấp, phân quyền quản lý. Rõ ràng, việc chậm phát hiện sai phạm hoặc biết sai phạm mà không báo cáo, xử lý đối với ông Siêu Sứ là trách nhiệm của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh và Ủy ban Nhân dân huyện Yapa. Một mình của ông Siêu Sứ thì không thể lấy tay che trời khi làm trái về chỉ định thầu, quyết toán, xét duyệt kinh phí nếu không có sự buông lỏng quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khi sự việc bung bét, dư luận xôn xao về các sai phạm của ông Siêu Sứ, thì đến tận cuối năm 2019, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Gia Lai mới gấp rút làm văn bản báo cáo lên Ủy ban Nhân dân tỉnh, gửi về huyện xã yêu cầu thu hồi, khắc phục, nộp lại số tiền sai phạm tại xã Ia Tu. Việc đối phó muộn màng có còn hơn không và dư luận tới đây chỉ còn chờ vào kết luận điều tra công tâm, khách quan của Công an tỉnh Gia Lai. Bí thư Hậu Giang nói về sai phạm tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh liên quan đến Việt Á. Thưa quý vị, ngày 24 tháng 5, tại cuộc họp báo quý 2 của tỉnh Hậu Giang, phóng viên đặt câu hỏi liên quan đến sai phạm tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh này. Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh cho biết, sau khi ông Nguyễn Văn Lành, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật bị kỷ luật, tỉnh đã giao các cán bộ tại trung tâm tạm điều hành công việc của đơn vị. Ông Đồng Văn Thanh nói, còn về nhân sự sắp tới, chúng tôi sẽ nghiên cứu bổ sung cán bộ khác thay thế. Bí thư tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tỉnh đã thành lập 3 đoàn kiểm tra liên quan đến các gói thầu mua sắm kit test của công ty Việt Á, cũng như tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy, Bộ phận Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Qua kiểm tra đã phát hiện sai sót, sai phạm tại đây. Ông Nghiêm Xuân Thành cho biết, Hậu Giang đã xử lý rất nghiêm và kịp thời đối với tập thể và cá nhân liên quan. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đã xử lý kỷ luật cảnh cáo đối với Đảng bộ, Bộ phận Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật. Đối với 3 cá nhân sai phạm là ông Nguyễn Văn Lành, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và bà Huỳnh Thị Hồng Đoan, trưởng khoa dược, vật tư y tế, ông Hà Tấn Bình Đẳng, trưởng khoa xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng đều thuộc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hậu Giang bị kỷ luật bằng hình thức cách tất cả chức vụ về đảng và chính quyền. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 3 cán bộ nói trên để điều tra hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang khẳng định, tỉnh đã xử lý vụ việc này rất rõ ràng, minh bạch. Về thông tin cho rằng Sở Y tế tỉnh có hiện tượng mượn trước đấu thầu sau, ông Nghiêm Xuân Thành cho rằng mượn và đấu thầu là sai phạm, hai phạm chủ khác nhau và nhấn mạnh nếu mượn, sau đó chỉ định thầu, đơn vị cho mượn trúng thầu là vi phạm pháp luật. Chính vì thế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật bị xử lý. Theo người đứng đầu tỉnh ủy, trong lúc dầu sôi lửa bỏng, mượn được là đối ngoại tuyệt vời, nhưng vấn đề mượn khác, vấn đề đấu thầu khác. Bí thư Hậu Giang nhấn mạnh, mượn được là khen, đấu thầu vi phạm phải xử lý. Bí thư Thành cho rằng, qua vụ việc này, tỉnh cũng đã họp và thấy rằng có những việc đáng tiếc và thậm chí là đau lòng. Ông Thành nói, đáng tiếc là thành quả về công tác phòng chống dịch vừa qua được Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh và khu vực, lãnh đạo Trung ương đánh giá rất cao. Song, giá mà không có sự cố như tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, thì hình ảnh sẽ đẹp đẽ biết bao. Ông Thành cũng nhìn nhận sự việc đau lòng khi 3 cán bộ vừa bị xử lý là thành tố rất quan trọng cùng với lực lượng y tế, nhất là Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, ngày đêm trên chiến trường, đóng góp cho công tác phòng chống dịch, tham mưu cho ban chỉ đạo rất tích cực, nhưng mà bị xảy ra như thế. Ông Thành nhấn mạnh, quan điểm của tỉnh Hậu Giang rất kiên quyết, xử lý nghiêm, có công thì khen, mà có tội thì phải xử lý. Như báo chí đã đưa tin, năm 2020 và 2021, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hậu Giang đã mượn kit xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á để phục vụ phòng chống dịch. Sau đó, ông Lành và các thuộc cấp đã thực hiện hồ sơ, thủ tục hợp thức nhằm cho công ty Việt Á trúng 6 gói thầu và số tiền hơn 5 tỷ đồng gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Trước khi bị bắt giam, ông Lành cho báo chí biết, trưa ngày 3 tháng 12 năm 2021, người của công ty Việt Á đến nhà tặng túi quà có chứa 450 triệu đồng. Hà Nội không cần có sân bay thứ hai để phục vụ nhà giàu. Thưa quý vị, trước thông tin định hướng quy hoạch vị trí xây dựng sân bay ở Thường Tín, có chuyên gia cho rằng đây là loại hình vận tải dành cho nhà giàu và Hà Nội không cần thiết có sân bay thứ hai. Nếu quan điểm về việc quy hoạch sân bay thứ hai nhằm có hướng mở để nghiên cứu xây dựng, giảm tải cho sân bay Nội Bài sau năm 2050, tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy, chuyên gia giao thông đô thị có quan điểm cho rằng việc xây dựng sân bay thứ hai ở Hà Nội là không cần thiết.
Theo tiến sĩ Thủy, chi phí để xây dựng sân bay rất tốn kém, trong khi đó mạng lưới giao thông ở nước ta hiện nay khá dày đặc. Ở các nước trên thế giới, mỗi sân bay thường cách nhau khoảng 200 đến 300 km. Dù thừa nhận việc đi lại bằng máy bay là rất cần thiết, nhưng vị chuyên gia cho rằng đây là loại hình vận tải dành cho nhà giàu, có chi phí cao nên chỉ phù hợp với một phần tỷ lệ dân số. Không phải loại hình vận tải đại trà mà mọi tầng lớp đều có thể lựa chọn. Về vị trí, theo tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy, ở khu vực phía Bắc có sân bay Nội Bài, sân bay Cát Bi, thành phố Hải Phòng, sân bay Điện Biên, tỉnh Điện Biên và sắp có sân bay Sapa, tỉnh Lào Cai. Hướng về phía Nam có sân bay Thọ Xuân, tiếp đó là sân bay Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình và sắp có sân bay Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. Vì vậy, nếu cần thêm một sân bay nữa thì nên lựa chọn vị trí xây dựng ở tỉnh Nghệ An hoặc tỉnh Hà Tĩnh sẽ hợp lý hơn. Ông Thủy bày tỏ quan điểm, nước ta là nước nông nghiệp, đất ở huyện Thường Tín là đất nông nghiệp. Chiến lược giao thông nên hướng về đường sắt, đường thủy và chúng ta nên khai thác loại hình vận tải này thì mới tận dụng được tài nguyên của đất nước. Xây thêm sân bay thứ hai ở Hà Nội là lãng phí và không cần thiết. Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho biết, bản thân chưa thể nói về mức độ cần thiết của việc này vì chưa tiếp cận được đề án quy hoạch cảng hàng không, sân bay cấp quốc gia đang được Hội đồng Thẩm định Nhà nước trình Thủ tướng phê duyệt. Tuy nhiên, kiến trúc sư Trần Huy Ánh dẫn nghiên cứu về mạng lưới đường sắt cho thấy các ga đường sắt đô thị thường cách nhau một cây số. Các ga khu vực hoặc ga nội tỉnh kết nối ra ngoài ô, đi lại từ trong ra ngoài cách nhau 5 đến 10 km, còn ga đường sắt liên tỉnh cách nhau 10 đến 50 km. Ông Ánh nói, tôi cho rằng việc có thêm sân bay thứ hai ở Thường Tín chưa dựa trên cơ sở khoa học nào cả, trong khi đó giao thông vận tải không phải theo địa giới hành chính mà theo bán kính phục vụ. Nói về mức độ cấp thiết của việc này, một lãnh đạo Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội cho biết, nhu cầu phát triển hàng không quốc tế hiện rất lớn. Theo chiến lược phát triển hàng không quốc gia, từ năm 2050 trở đi, lượng khách qua cảng Nội Bài ở mức 150 triệu người một năm. Khi đó, cảng hàng không Nội Bài sẽ không thể đáp ứng. Vị này chia sẻ, hiện đã nghiên cứu nâng công suất phục vụ lên 100 triệu người một năm nhưng vẫn không thể đáp ứng được. Trong khi đó, thủ đô của các nước phát triển trên thế giới phần lớn đều có ít nhất 2 cảng hàng không. Hà Nội cũng là một thủ đô lớn nên nhu cầu về vận tải hàng hóa, hành khách rất nhiều. Vì vậy, việc có cảng hàng không thứ hai ở Hà Nội để hỗ trợ cho cảng hàng không quốc tế Nội Bài là rất cần thiết. Đáng chú ý, theo vị lãnh đạo Viện Quy hoạch Xây dựng, việc quy hoạch trong tương lai có sân bay thứ hai ở Hà Nội đã nhận được sự đồng thuận của Bộ Giao thông Vận tải rồi, đưa vào nghiên cứu trong hệ thống cảng hàng không toàn quốc. Vị lãnh đạo này cho biết, trước đó Hà Nội đề xuất ở phía Nam và chưa nghiên cứu sâu về vị trí là cụ thể nào. Đối với vị trí ở Thường Tín, có thể đây là vị trí được Bộ Giao thông Vận tải đề xuất. Tới đây, Viện sẽ phối hợp với các chuyên gia để xác định chính xác ở khu vực nào và khi điều chỉnh quy hoạch chung thì Viện Quy hoạch Xây dựng sẽ lồng ghép vào.